Chiếc túi đeo chéo cực thú vị đến từ Divor. Chào mừng các bạn đã đến với Zertech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Còn đối với những bạn thường xuyên xem video ở trên kênh Zertech thì có thể các bạn cũng đã biết đến cái túi đeo chéo này, chiếc Divor Slingback, một cái túi đeo chéo cực kỳ thú vị bởi vì mình cũng đã sử dụng nó để làm cảnh chám hay là sử dụng để làm cái nền đằng sau với một cái màn hình có thể chạy chữ hay là những hoạt hình rất là thú vị. Về Divor thì đây là một thương hiệu đến từ thị trường Hồng Kông, chuyên sản xuất loa và những món phụ kiện rất là thú vị. Như là trước đó thì mình cũng có một cái loa đó là Divor Macchiato này. Rồi gần đây thì mình cũng mới mua thêm một cái loa Divor Timebox Evo. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về Divor Slingback, một túi đeo chéo mà mình mới sắm về. Sản phẩm này sẽ được phân phối và bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 bởi DTR Việt Nam. Và mình cũng sẽ để luôn link ở phía bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể dễ dàng tham khảo sản phẩm này nhé. Ngoài ra thì bên cạnh cái túi đeo chéo như thế này, chúng ta cũng sẽ có sản phẩm đó là ba lô với màn hình LED rất là to. Cái ba lô đấy thì các bạn cũng sẽ thấy ở trong những clip như kiểu là anh rap giao hàng với cái ba lô phía đằng sau lưng ấy, thì đấy là ba lô của Divor. Thì đây chính là cái hộp của chiếc Divor Slingback khi mà chúng ta mua. Thì vỏ hộp bên ngoài thì sẽ có cái màu vàng chủ đạo của hãng và chúng ta cũng sẽ có những hình 8 bit rất là ngộ nghĩnh ở ngay bên trên đây, nhìn cực kỳ thu hút luôn ấy. Và cùng với đó không thể thiếu đó chính là tem phân phối chính thức bởi DTR Việt Nam. Đây sẽ là tem phân phối chính hãng nhá. Còn những sản phẩm các bạn mua không có tem thì nên xem lại. Vậy thì đối với cái túi đeo chéo nhỏ gọn như thế này mà lại còn có màn hình LED như thế này thì nó sẽ đựng được những thứ gì bên trong, và liệu rằng nếu như đi ra ngoài thì khả năng kháng nước của nó như thế nào? Thì bây giờ hãy cùng mình đi sang bên góc kia và mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là với một cái túi như thế này thì các bạn sẽ đựng được những gì ở bên trong. Đầu tiên thì chia sẻ về số ngăn của nó thì chúng ta sẽ có một ngăn ở bên ngoài này, một ngăn chính này và một ngăn nho nhỏ ở bên đằng sau. Cùng với đó thì ở giữa đây chúng ta cũng sẽ có thêm một cái khe nữa để cho mọi người có thể đựng được nhiều những thứ hơn, ví dụ như chai nước. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải mở ngăn chính ra trước. Đây cũng sẽ là cái ngăn để cho các bạn có thể đựng cục sạc dự phòng ở bên trong, giúp cho các bạn có thể cấp nguồn cho cái màn hình LED 16x16 này. Và nó sẽ hiển thị được những hình 8 bit rất là ngộ nghĩnh. Tí nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn đến cho các bạn về việc là làm như thế nào để có thể kết nối được. Mở ra thì tất nhiên chúng ta có thể đựng ở bên trong là một cục sạc dự phòng này. Các bạn có thể thấy cục sạc của mình ở đây. Và các bạn cũng có thể đặt đựng thêm được một thứ nữa. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ cầm theo một cái tản nhiệt để có thể sử dụng để chơi game trong những trường hợp như kiểu đang đi chơi mà có người rủ chơi game chẳng hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ngăn thứ hai. Đó chính là một cái ngăn và cũng là một ngăn quan trọng, bởi vì ở đây thì mình sẽ đựng hai chiếc smartphone của mình, bao gồm là một chiếc smartphone gaming và một chiếc smartphone để sử dụng hàng ngày này. Và mùa dịch như thế này đi ra ngoài là phải có một chai nước rửa tay sát khuẩn. Và ở đây thì Divor cũng rất là tâm lý khi mà trang bị cho chúng ta một cái sợi dây để có thể để cái chìa khóa ở trong. Khi mà các bạn cất vào thì các bạn sẽ đóng nó lại như thế này và cất chìa khóa vào bên trong, rất là gọn gàng. Và tiếp tới một cái ngăn cũng khá to để cho mọi người có thể để những cái món phụ kiện. Như ở trong này thì mình sẽ để một cục sạc và một vài sợi cáp. Như ở đây là sợi cáp C2 Lightning đến từ thương hiệu Morphe. Đây là sợi cáp mình cũng xài khoảng tầm hơn một năm nay rồi. Morphe là cái thương hiệu mà mình rất là thích. Tiếp tới là một sợi cáp C2C để sạc cho chiếc máy Android của mình. Tiếp theo thì sẽ là một sợi cáp 3 đầu để trong trường hợp cần kíp thì sẽ có thể sạc được cho nhiều máy khác nhau. Và tiếp tới đó là một củ sạc với công suất lên tới là 130W. Thì đây là cục sạc mình thường xuyên dùng. Đó, một cây bút để trong những trường hợp ví dụ như cần ký hợp đồng hay là ký gì đó thì có thể có đồ để chơi luôn. Còn gì nữa không? À đây, một cái tai nghe True Wireless đến từ Oppo thường xuyên đi theo mình. Rồi, đấy là tất cả những thứ mà chúng ta có thể đựng được ngăn thứ hai. Các bạn có thể thấy rằng là gần như là đầy đủ rồi. Cuối cùng thì sẽ là cái ngăn nhỏ ở bên ngoài, thì mình sử dụng nó để đựng một chiếc bóp. Đây là thứ cũng không thể thiếu khi mà đi ra ngoài. Và ngoài ra các bạn có thể thấy nhá, khi mà chúng ta để ở cạnh đây này thì ở đây vẫn sẽ còn một khoảng trống khá lớn để có thể đựng thêm một cái gì đó. Và ngăn giữa này thì nếu như các bạn đựng hai cái điện thoại vào thì nó vẫn dư. Chúng ta có thể để thêm những cái thứ liên quan đến thẻ ngân hàng này, hay là passport này, hay là tất cả mọi thứ thì đều có thể đựng ở trong đây. Và tiếp tới là một cái ngăn ở giữa đây, thì các bạn có thể thấy mình có thể để một cái bình giữ nhiệt, bình nước giữ nhiệt.
Thì đây cũng là một cái bình mình rất thích, có chữ ký của Jack này, nhưng mà những may làm chầy rồi. Hay là các bạn có thể sử dụng để găm một cái ô vào đây cũng được. Đó, sẽ là những cái thứ mà chúng ta có thể để ở trong một cái túi gọn gàng như thế này, và khi lấy ra này, trời ơi nó nhỏ mà nó mỏng dính luôn các bạn ạ. Ở trên cái phần quai này, khi mà các bạn đã đóng nó lại rồi thì nó cực kỳ chắc chắn luôn. Mình sẽ đóng cho các bạn xem này. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, làm sao mà tung được. Rồi bên dưới này nữa này, cũng sẽ có những cái quai gài cực kỳ chắc chắn bằng kim loại các bạn ạ. Những cái ba lô thông thường thì làm sao mà chúng ta có được những cái thứ này, những trang bị như thế này. Và ngay cả cái phần cái giải dây đeo này thì nó cũng mịn. Nói chung là ở ngay cái phần quai này thôi thì Devon cũng đã trang bị cho chúng ta một cái quai với chất liệu vải rất là xịn sò rồi. Thêm nữa thì đối với cái túi đeo chéo này ấy, thì cái vải ở trên đây nó cũng sẽ là một chất liệu đặc biệt. Nó sẽ là cái chất liệu Eco Fabric chống thấm nước với tiêu chuẩn là IP23. Thế nên tổng hợp từ tất cả những yếu tố, từ việc là có màn hình rất là xịn này, rồi cho tới việc là chúng ta có một chất liệu chống thấm nước, rồi quai đeo xịn sò, rồi có thể đựng được nhiều đồ, thì đây rõ ràng là một cái túi đeo chéo mà mỗi người chúng ta đều không nên bỏ qua, dù bạn là người yêu công nghệ hay là không yêu công nghệ. Và ngoài đeo chéo như thế này, các bạn có thể là thu gọn lại và các bạn có thể đeo ngang bụng để giống như kiểu là thu tiền quán ăn hay là kiểu đi bán vé số này. Và thêm nữa thì ở đằng sau này chúng ta cũng sẽ có thêm một quai cao su để cho các bạn có thể thu gọn dây và sau đó chúng ta có thể xách giống như một cái túi xách. Ngon lành luôn. Nhưng mà cái led này mà đi ra ngoài trời sáng như này á thì nó sẽ không quá nổi bật được các bạn ạ. Nếu như các bạn muốn dùng và nổi bật một chút thì kiểu trời nó phải âm u hay là phải tối tối một tí thì nó mới sáng. Và để có thể tinh chỉnh được những cái chữ hay là thay đổi sang những hình hoạt hình á, thì các bạn sẽ đi vào ứng dụng Devon cho mình. Nó hỗ trợ cả nền tảng iOS và Android. Và ứng dụng này thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn kết nối đến những thiết bị khác, ví dụ như Devon TiVo hay là Devon Timebox như vừa nãy mình đã nói. Thì ở trong đây nhá, các bạn sẽ có rất nhiều những cái mục như là thiết kế này, hoạt hình này, hay là các bạn sẽ muốn chơi game trên nó. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ đi vào trong cái ứng dụng game. Các bạn sẽ có thể chọn được một vài game chơi xúc xắc này, hay là các bạn có thể chọn Yết Nô hay là chơi kiểu bắn hình. Đó các bạn thấy không ạ? Hay là các bạn cũng có thể lựa chọn những cái hình hoạt hình mà có rất nhiều người khác đã chia sẻ trên đây. Ví dụ như mình thích cái con đấy là Among Us thì mình sẽ tìm với từ khóa là Among và chúng ta sẽ có rất nhiều. Đây mình sẽ chuyển này. Đó, mình chuyển sang một cái hình khác này. Đó, các bạn thấy không ạ? Tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Hay là nếu như các bạn muốn có nhiều hình tự động chuyển đổi ấy, thì các bạn cũng sẽ đi sang đây và các bạn sẽ lựa chọn những cái hình mà các bạn thích. Sau đó thì các bạn sẽ bấm, đây các bạn sẽ bấm đưa vào trong thiết bị này. Nó sẽ load một lúc, sau đó thì các bạn sẽ chọn thêm một cái hình khác, các bạn sẽ bấm tải vào thiết bị tiếp. Thì nó sẽ chạy theo từng những cái hình mà các bạn đã chọn vào đây, các bạn thấy nhá. Chuyển sang IT này, sau một lúc nữa nó sẽ tự động chuyển sang một cái hình khác nữa. Đó các bạn thấy không ạ? Tức là nó sẽ chạy lần lượt theo thứ tự những cái hình mà chúng ta đã chọn. Tóm lại thì đây là một cái túi đeo chéo mà mình cảm thấy nó cực kỳ thú vị và cực kỳ hữu ích khi mà nó giúp cho chúng ta có thể mang được nhiều đồ đi này. Hay là nó có một cái màn hình LED để cho các bạn có thể cá nhân hóa lên, nổi bật hơn khi mà mang đi chơi. Còn video này thì mình dừng lại tới đây. Các bạn thấy sao về chiếc túi đeo chéo Devon Sling Bag thì hãy để lại comment các bạn ở phía bên dưới phần luận của video. Cũng như bấm vào đường link ở phần mô tả để có thể tham khảo thêm về cái túi đeo chéo đến từ Devon này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.